Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam tổ chức chương trình Một Trái Tim Một Thế Giới lần thứ 15 năm 2018. Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ. Con có uống trà mới không? Khi mà nghe, hồi lúc đó nhà nghèo lắm, đâu có radio, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi khi mà nghe mà các nghệ sĩ Mỹ Châu, đồ Lễ Thủy. Như là một liều thuốc đó, nó làm với mình. Đó là muốn. Kiku chăn gối với rất ít người, mặc dù nàng tiếp nhiều nếu họ trả tiền. Ít, rất ít người có khả năng tiếp nhận được tất cả sự phục vụ của nàng. Năm tay.